Xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách thay cái phốt nước của chiếc Exciter 135. Thì để thay cái phốt nước như thế nào cho nó nhanh gọn thì mình thấy có một số anh em thì thay cái phốt nước này bằng lấy cái phốt rất cực khổ. Thì hôm nay mình sẽ tháo ra để hướng dẫn cho mấy anh em mới học nghề sửa xe hoặc là các bạn muốn thay một cái phốt nước tại nhà, thì mình chỉ cho các bạn cái cách thay và cảo cái phốt như thế nào và cảo ra rồi cảo vào như thế nào để cho nó không có hư hỏng đồ. Thì đây là bây giờ mình sẽ tháo ra, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em xem cái cách cảo như thế nào. Bây giờ mình sẽ tháo ra ha. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra. Tháo cái ốc ra. Khi các bạn tháo là thay phốt thì chúng ta thay luôn cái nước rồi lên ha. Các bạn lấy cái ống không hơi máy luôn ra ha. Thì mấy cái này anh em muốn tháo cũng được, còn nếu không tháo thì cũng được, không sao thôi. Rồi mình sẽ lấy gì đây, đây là cái nắp đại ở ngoài đây nè, và cái ron này nó cũng hư rồi. Bây giờ chắc mình cũng phải thay luôn. Rồi khi mà các bạn tháo ra mà cái ron này á mà nó chưa tróc ha, nó chưa bị bung thì chúng ta giữ lại xài, còn nếu mà nó đã bung như thế này thì chúng ta nên thay một cái ron mới. Cái ron này nó hơi mắc tiền nha anh em. Đây một cái chúng ta này chúng ta phải thay ron bung nước là tuyệt đối là mình không được dán keo xe, không có được cái dùng keo dán. Các bạn dán keo là cái áp suất nước nó cao lắm, nó cũng bung đẩy cái keo ra nó xì. Tốt nhất là bạn mua một cái ron chúng ta thay. Sau khi tháo luôn cái này, các bạn lấy cái nắp này ra. Đó, rất khỏe. Đó. Các bạn không cần tháo nhiều. Chúng ta không cần tháo tùm lum hết, đơn giản mà thôi. Thay phốt nước 135 là rất đơn giản. Bây giờ các bạn muốn lấy cái phốt này thì chúng ta trước mắt. Để các bạn tháo hai con ốc cho mình ha. Tháo hai con ốc. Rồi. Các bạn đẩy cái này về một hướng. Chúng ta lấy cái nắp này kìa. Tháo ra thay thì các bạn nếu mà cái bật đạn này chúng ta lắp rồi thì chúng ta nếu rơi nhẹ thì các bạn cũng nên thay đi nha. Cái giữ là bật đạn làm gì. Sau đó các bạn đẩy cái này ra qua đây, lấy cái quạt ra. Đây là cái phốt nước. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà cảo này ra. Cái thay cái phốt nước này qua chiếc Exciter này là cái quan trọng nhất, là cái khâu cảo phốt. Cái phốt này rất cứng nha anh em. Bây giờ trước khi cảo thì mình sẽ lấy cái bật đạn này ra trước. Mình sẽ cảo bật đạn này ra rồi mình sẽ cảo phốt sau. Sẽ cạo cái bật đạn ở đây. Cái bật đạn thì nó xài cái bật đạn là 6.000 nha anh em. Nó giống như cái bật đạn ngay chỗ cái nồi sau xe rim.
mà xin được đâu. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cạo cái phốt này. Rồi bây giờ mà để tháo được cái phốt á thì các bạn chỉ cần tìm mấy cái đồ ha, tất cả nằm ở trong này thôi. Tận dụng những cái đồ cũ của mình để mình tháo. Trước tiên là anh em phải chuẩn bị cho mình một con ốc. Con ốc mà mình xiết máy nha, tiêu máy cũng được. Rồi con bồ lâu nào 8 ly nó dài dài xíu nha. Đó. Cái đó các bạn chọn con 8, các bạn lấy con 8 10 ly. 10 ly mà dùng cái chìa khóa 17 á. Đó, nó có lồng đèn như này nè. Thì nó vừa với cái lỗ ngay chỗ cái cốt này. Anh em nhớ là bỏ cho nó lột xuống cái phốt nha, đừng cho nó đè lên miếng nhôm lên bể nha. Nó phải vừa cái lỗ này. Đó. Các bạn đừng cho nó đè lên cái miếng nhôm này. Đó, đừng có đè lên đây. Đè lên cái nhôm này sẽ bể cái miếng này đó. Nó phải lột như ngay cái phốt đó. Rồi, tiếp theo các bạn kêu ngóc này qua đây cho mình. Nhưng mà mình con ốc của mình nó dài quá, mình phải chêm thêm một con tán nữa. Làm do con ốc nó dài quá. Đó. Rồi các bạn sâu qua. Sâu qua cho mình nha. Mình lấy này ra bỏ nó ngồi đó. Rồi. Tiếp theo các bạn dùng cái một cái ống tiếp. Đây là cái ống tiếp mở nồi 2JT34. Nếu mà không có ống tiếp thì các bạn dùng cái gì cũng được hết. Hoặc là chúng ta dùng cái chán cổ. Nha. Các bạn dùng cái chán cổ chúng ta chồng lên 2-3 cái gì đó. Thì khi mà đưa vào đây á, tuyệt đối là không cho nó cắn lên cái vành này. À, các bạn, cái gì mà miễn sao mà các bạn đưa vô một cái phốt nó lột vào trong này thì được. Và đừng cho nó cắn ở đây. Khi mà nó cắn vào đây thì mình ráp vào thì nó sẽ xì nước. Anh em hiểu không? Nó xì nước. Cái vị trí này chúng ta không có đụng chạm tới. À, các bạn đưa đây cho mình. Đó. Ok chưa? À, lấy phốt rất là khỏe. Rồi. Tiếp theo các bạn kiếm cho mình một cái lồng đèn dày dày. Từ lên đây. Rồi. Tiếp theo anh em phải lấy con tán 8 ly. 8 ly chúng ta xếp vào đây. Đây nha. Đó. Ta xếp vào. Bỏ thêm cái lồng đèn này cho nó dày dày cho nó nổi đây. Rồi bây giờ mình sẽ xiết lại vào anh em ha. Mình sẽ xiết là cái phốt nó sẽ kéo qua. Anh em xem mình làm nha. Chúng ta quay vô dài trang là chúng ta dễ đó. Rồi các bạn chỉnh cho nó ngay ngắn lại. Rồi các bạn coi phía dưới này. Nó lột vô cái phốt chưa. Mình cho nó leo lên cái thành nhôm nha. Leo lên nó thành nhôm là nó sẽ bẻ đó. Rồi ta giữ đầu dưới. Xiết. Rồi cảm giác nghe nghe nhẹ nhẹ cái tay là anh em hiểu là như thế nào đó ha. Siết nghe nhẹ tay là biết rồi. Đó, ok. Đó, như vậy là cái phốt nước mình đã lấy ra nha anh em, rất khỏe. Nó không cần nại, không cần gì hết và không có ảnh hưởng gì cái đế nhôm đó. Giờ mình lấy cái phốt ra. Như vậy là xong. Anh em lấy cái phốt rất khỏe. Cái phốt này là nó nở rồi anh em ơi.
Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách cạo cái phốt này vào lại ha. Đây là cái mặt này là mình đã vệ sinh hết sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn em cạo vào. Thì các bạn lưu ý là khi ráp cái phốt này vào thì cái phốt này có hai mặt. Chúng ta phải ráp đúng chiều thì nó mặt nó có cái chữ water side này thì nó quay về cái hướng bên nước. Cái mặt này á là nó quay về cái vật đạp. Các bạn lưu ý là có cái chữ water side là chúng ta quay về mặt nước. Chúng ta lấy mũi nước mát ha, dặn lại nước mát bôi lên. Bôi lên đây. Các bạn tuyệt đối là không có dùng mỡ bò hoặc là nhớt ha. Chúng ta chỉ dùng nước ha, nước giải nhiệt chúng ta ha. Bôi lên nhanh như vậy vào. Rồi các bạn dùng tay phần đè mạnh vào. Đè nó vô được chừng nào nó vô. Còn khi nào nó cứng thì chúng ta cạo tiếp. Nó vô cũng được nữa rồi anh em ha. Nhưng mà tới cái đầu này nó cứng nó không thể nào vô nữa. Anh em chỉ cần lấy cái con bù lon với cái lồng đèn như này đây. Cái lồng đèn nó vừa có hút nước. Và khi tiếp theo chúng ta bỏ cái bọt đạn này vào cái lồng đèn bên này. Rồi anh em xếp con ốc 8 ly này vào ha. Bây giờ mình sẽ xiết nó vào ha. Các bạn xiết cái cốt này vào nó vừa bằng cái mép là được rồi. Vậy là ok. Tiếp theo chúng ta bỏ bọc đạn này vào. Tiếp theo mình sẽ bỏ một cái các bạn bỏ luôn cánh quạt luôn. Cái cánh mấy cái phốt này thì nó đã có mỡ bò sẵn rồi anh em ơi. Để mình nhỏ một ít nhớt thôi cho nó trơn. Cái này bọc đạn mới thay thôi. Bỏ cái này vào trước, sau đó chúng ta các bạn đè lười lười nó cho nó vào. Đó, các bạn xây cánh quạt đó, các bạn xây cánh quạt cho nó vô cái khe con ốc của cái lan can. Nó sẽ lột cái khe nó vào. Bây giờ mình sẽ bỏ cái ron như vậy mình siết ốc là xong.
Đó, như vậy cái công đoạn mà thay cái phốt nước của chiếc cạch center 135 thì mình đã hướng dẫn cho anh em xong rồi ha. Như vậy cái video này nay đến đây cũng kết thúc rồi. Rồi anh em xem thứ hai thì hãy cho mình đăng ký kênh và cho một like. Rồi, xin chào tất cả anh em nha.